Xin chào quý thính giả đến với chuyên mục Radio Tu Luyện Kiết Sự của Tinh Hoa TV. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện Thành Cổ Hồi Sinh Sau Ngàn Năm Vương Chủ Luân Hồi, phần 2. Ở phần trước đã đề cập đến hai người biểu diễn tạp kỹ dùng phép thuật biến thành cái cửa lớn dựng trên quảng trường, sau đó âm thầm rời đi. Quốc vương và vương hậu biết được việc này, trong lòng thấy bất an. Sau nhiều lần do dự, đã quyết định đi xem cái cửa kia. Lúc xem cái cửa đó, quốc vương cảm thấy miệng bị tê, vương hậu thì cảm thấy mắt không động đậy. Quốc vương hạ lệnh phá cái cửa đó đi, nhưng không phá được. Ngược lại, chân tay của những người phá cửa lại không cử động được. Sáng sớm hôm sau, miệng của quốc vương bị méo, mắt của vương hậu đã bị mù. Người dân trong thành bảo biết tin, cho rằng thành bảo sắp gặp tai ương rồi. Một số người đã rời đi nơi khác. Quốc vương khẩn trương khấu bái gương thần. Gương thần hiển thị: con rùa mà vua Hạo Nhiên giết khi xưa đã có 12.000 năm tu hành, rất có linh tính. Trong khi nó ngủ một giấc dài, nguyên thần xuất ra đi chơi, còn thân thì bị bắt. Rùa tinh trở về đã không có chỗ ở, nên muốn báo thù thành bảo, liền nhập vào thầy Mo, báo thù từng đời từng đời. Lúc khí số của thành bảo đang rất thịnh, thầy Mo không thể làm gì được. Đến đời vua thứ 24, rùa tinh cảm thấy chân rùa chôn dưới đất truyền tin đến, biết được khí số thành bảo đã suy yếu nên vội vã đến báo thù. Thầy Mo bị rùa tinh phụ thể biến thành người biểu diễn tạp kỹ. Chỉ cần một số đồ vật trên thân của bất kỳ thành viên vương thất nào rơi vào tay thầy Mo, ông ta sẽ lưu lại các nhân tố tà ác trong thành bảo, làm cho thành bảo phát sinh biến hóa đáng sợ. Cuối cùng, gương thần hiển thị, thành bảo sẽ tồn tại rất lâu, cuối cùng biến thành màu trắng. Khấu bái xong, quốc vương và vương hậu trở lại bình thường. Quốc vương kể lại những điều gương thần hiển thị cho người dân. Mọi người đều yên tâm, một số bỏ đi cũng lần lượt quay lại. Cánh cửa trên quảng trường cũng biến, càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Nhưng công chúa lại có thay đổi to lớn. Một người đáng yêu hoạt bát nay lại tràn đầy tâm sự, u sầu buồn bã. 11 năm sau, quốc vương và vương hậu lần lượt qua đời. Tử Vi công chúa trở thành nữ vương của Tử Thiên Bảo. Nữ vương rất thích xem các sách cổ. Có một lần, trong một nơi tĩnh mịch ở thành bảo, cô vô tình phát hiện một cuốn sách phủ dày lớp bụi. Cuốn sách hơi mỏng, trang sách đã ố vàng, câu chữ bị khuyết thiếu. Phải mất thời gian rất lâu để phục chế cuốn sách. Cuối cùng, phát hiện đời vua thứ 10, có người đã giữ ngôn về tương lai của thành bảo, lưu lại lời tiên tri như sau: vu vu lai lâm, thành bảo cự biến. Nghĩa là thầy Mo đến, thành bảo sẽ có biến đổi to lớn. Nữ vương gấp sách lại và trầm tư. Cuốn sách này nguồn gốc từ đâu? Do ai viết? Tại sao trong những ghi chép về thành bảo lại không có? Chân rùa đã có thể mang lại sự bền vững cho thành bảo, lại còn mang đến tai nạn. Lẽ nào những điều này đều là thiên ý, số mệnh định rằng sẽ phát sinh, hay vẫn còn có huyền cơ nào khác? Sau thời gian dài tận lực suy nghĩ cũng không có kết quả, 2 năm nữa trôi qua, thành bảo có 2 người lạ đến. Dựa vào cảm giác, nữ vương biết rằng đây là 2 người biểu diễn tạp kỹ mấy mươi năm trước. Thế là nữ vương phái 20 thị vệ trong cung ra đuổi họ đi. 2 người lạ đó biến thành hình dáng thầy Mo, cười điên cuồng và biến cổ long, ứng long thành rồng, rồi nói ra những lời vu tội,
nói nữ vương là yêu quái. 10 người thị vệ khác xông lên lại bị hắn biến thành rồng. Nhưng rồng không khuất phục, vẫn tấn công. Thầy Mo dùng phép làm cho 12 con rồng bị đóng băng lại. Những binh sĩ xông vào cũng bị đóng băng. Tiếp theo, toàn bộ thành bảo dần dần bị đóng băng. Nữ vương nhanh chóng khấu bái gương thần. Chỉ thấy gương thần hiện lên một khung cảnh đầy băng. Nữ vương biết rằng đó là kết cục mà thành bảo sắp đối mặt. Đau đớn vô cùng, muốn khóc mà không còn nước mắt. Nữ vương chạy đến nơi cao nhất ngoài thành bảo, đứng tại đó quan sát thành bảo. Cô tận mắt chứng kiến bách tính của thành bảo nhốn nháo chạy khắp nơi. Cuối cùng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả con chim bay trên bầu trời vừa đậu lại trên tường thành cũng không thoát được vận hạn. Cảm thấy bi thương, không biết làm thế nào, nữ vương nhắm mắt lại lặng lẽ chờ đợi kết cục cuối cùng. Trong thời khắc đó, dù ngắn ngủi nhưng cô lại thấy dài vô tận. Được một lúc, nữ vương mở mắt ra, bất ngờ phát hiện chỉ có những thứ dưới chân mình là không bị đóng băng. Toàn bộ thành bảo đã biến thành màu trắng. Hai người thầy Mo vẫn đang cuồng vọng kêu gào. Lúc này, trong không trung vươn ra một cánh tay lớn, tóm lấy họ mang đi. Nữ vương vội vã khấu bái và thỉnh cầu, hy vọng kỳ tích xuất hiện, làm cho tất cả phục hồi nguyên trạng. Nhưng trên bầu trời không có dấu hiệu nào đáp lại. Gương thần trên người nữ vương phát ra ánh sáng. Ông lão râu trắng xuất hiện. Ông nói trong thương tâm: đây đều là an bài của trời cao, đã định như thế, không ai có thể thay đổi. Tất cả mọi thứ bị đóng băng trong khoảng 1000 năm sau, chỉ có con mới có thể hóa giải. Khi trên người con đeo thứ bên trong có 9 bức hình, và khi bánh xe lớn có thể chuyển động xuất hiện, có pháp lực và uy đức vô biên, tất cả đều có thể sống lại, nếu không tất cả sẽ bị hủy diệt. Nói xong, ông lão biến mất, ánh sáng cũng không còn nữa. Thần kính hóa thành áng mây, chở nữ vương bay lên. Nữ vương cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô nghĩ, có phải là thân thể ta đã lưu lại ở thành bảo và linh hồn của ta bay ra không? Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy thân thể mình đứng trên thành bảo đã bị đóng băng. Nữ vương cảm thấy ngạc nhiên. Áng mây chở nữ vương bay đi càng ngày càng xa và dừng lại ở một nơi. Nữ vương nhìn xuống thấy một hộ gia đình đang sinh con. Muốn nhìn chi tiết, bỗng nhiên trượt chân ngã xuống và chuyển sinh vào hộ gia đình này. Trong khi áng mây chở nữ vương đi, thành bảo cũng biến mất trong nháy mắt và bị phong bế toàn bộ trong không gian khác. Vị trí sở tại của thành bảo biến thành một vùng đất trũng hoang vu. 3 hôm trước, khi thành bảo bị đóng băng, một cô bé chăn trâu khoảng 11 tuổi của thành bảo đang thả trâu trên núi, bỗng nhiên phát hiện thứ kỳ dị giống như tấm gương mà công chúa từng nhìn thấy ở trên núi. Ở một góc, cậu bé nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của thành bảo nên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thế là mỗi ngày thả trâu, cậu đều quan sát tấm gương này để cho khoảng thời gian nhàm chán trôi đi. Khi thành bảo phát sinh thay đổi to lớn, cậu đang nhìn thành bảo qua tấm gương đó. Cậu đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thành bảo bị đóng băng, lại còn nhìn thấy thành bảo biến mất. Cậu kinh ngạc đến nỗi há tròn mồm, không biết nói gì, vội vã cưỡi trâu xuống núi. Đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, cậu đã phát hiện thành bảo thực sự biến mất. Vị trí hiện giờ của thành bảo chỉ là một vùng đất trũng hoang vu. Cậu không dám tin vào mắt của mình nữa, trong lòng sợ hãi cực độ. Ngay cả con trâu cậu cưỡi cũng sợ hãi lùi lại phía sau. Thành bảo đã không còn nữa, nhà cũng không còn nữa, người thân cũng không còn.
cậu bé vừa sợ hãi, vừa không có chỗ nương tựa, nên cưỡi trâu đi về nơi xa xôi. Đến chỗ có người, cậu nói với mọi người về sự việc này. Mới đầu, mọi người không tin. Người hiếu kỳ đi xem Tử Thiên Bảo, nhưng lại không thấy. Còn có thương nhân hay tới lui cũng phát hiện thành bảo đã không còn nữa, lại còn cho rằng mình lạc đường. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều người biết được thành bảo đã biến mất. Vậy rốt cuộc thì thành bảo đã biến đi đâu? Nữ vương và thần dân đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết, không ai hiểu. Về sau, nhiều người căn cứ vào lời kể của cậu bé Chăn Trâu đã viết thành cuốn sách tên là Truyền Kỳ Thành Bảo. Câu chuyện này được truyền từ đời này qua đời khác. Rồi cùng theo thời gian, dần dần người đời sau cho rằng đây là truyền thuyết tràn đầy trí tưởng tượng. Ngày nay, vị vua Hạo Nhiên, công chúa Tử Vi, cậu bé Chăn Trâu năm xưa đều đã trở thành đệ tử của Phật chủ, đều đang tu luyện trong Đại Pháp. Công chúa Tử Vi chính là tôi, khi còn trên thượng giới từng là Tử Nguyệt Tiên Tử. 12 người thì về chính là 12 con rồng theo Tử Nguyệt Tiên Tử đi xuống. Cậu bé Chăn Trâu là con gái của tôi. Còn vua Hạo Nhiên từng là Phụng Nguyệt Tiên Tử, hiện là đồng tu bên cạnh tôi. Hai người chúng tôi thường ở cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp những thiếu sót cho nhau. Đồng tu ấy lại còn giúp đỡ tôi viết bài. Đúng là điều gương thần hiển hiện trong giấc mộng năm xưa. Lưỡng vương tư ngộ, hoàng mỹ vô khuyết. Thành bảo vẫn bị phong bế trong băng giá ở không gian khác. Có một trường không gian độc lập của nó. Thành bảo bị phong kín 6.000 năm ở không gian đó, mà ở thế gian đã trải qua bao cuộc bể dâu, khi thịnh vượng, lúc suy tàn, đã trải qua 70 triệu năm rồi. Ngày thứ ba tôi ở Đại Liên, thành bảo bị phong bế toàn bộ đã được giải khai. 12 con rồng từng bị đóng băng cũng được giải khai toàn bộ. Tất cả những sinh mệnh bị đóng băng giống như tỉnh lại sau giấc ngủ đông vậy, toàn bộ đều sống trở lại. Thân thể nữ vương sau khi được giải băng không động đậy, giống như tượng điêu khắc, chỉ nhìn thấy phần tu thành của tôi, giống như bức tượng nữ Phật. Một luồng sáng trắng từ phía đỉnh đầu của nữ vương đi vào trong cơ thể. Trong luồng sáng này có hình tượng hoàn chỉnh của tôi khi làm Tử Vi nữ vương. Dưới sự bảo vệ của ánh sáng trắng mà đi vào cơ thể của nữ vương, tương hợp với thân thể của nữ vương. Trong chốc lát, mắt của nữ vương chuyển động, nét mặt hồng hào, cao quý, trang nhã, nhìn dân chúng của thành bảo mà vui mừng. Thành bảo đã xuất cổ, rất cổ, ngày nay ở trong không gian kia rạng rỡ ánh sáng, sức sống bừng bừng, một cảnh tượng phồn hoa, phảng phất thánh cảnh ở thiên quốc. Hôm mà thành bảo bị đóng băng được giải trừ, có 4 con rồng đến nhà tôi, biến thành rất nhỏ, nằm trên mặt bàn trong phòng khách và phòng bếp. 8 con khác thì luôn đi theo tôi. Khi tôi trở về, chúng cũng theo tôi trở về. Tôi nói với chúng, Đại Liên cạnh núi lại gần sông, là một chỗ tốt. Còn ở đây không có núi, không có nước, có thể không thích hợp với bọn ngươi. Ta cho các ngươi thứ tốt nhất. Bọn ngươi hãy quay về đi. Lúc này mây đen giăng đầy, trời đã mưa. 12 con rồng xếp song song thành hàng ngang cáo biệt tôi. Chúng không muốn rời đi, khóc nước mắt đầm đìa. Bất giác tôi cũng rơi lệ. Tôi hợp thập trước pháp tượng của sư tôn, cảm tạ ngài đã cứu cổ bảo, hóa giải được kiếp nạn này. Sáng hôm sau tôi lại thấy rồng đến, chúng quỳ phục, dùng ánh mắt cảm phục nhìn tôi. Ứng Long nói, chúng tôi thực sự muốn chở ngài bay, nhưng không được, vì ngài ngồi trên tòa sen nên tôi không thể làm càn. Tôi nói với chúng, các ngươi hãy nhớ pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo.
Ta cấp năng lực cho các ngươi cũng tham gia vào cùng ta trợ sư chính pháp nhé, tiêu diệt tà ác ở không gian khác. Nghe thấy tôi nói vậy, chúng vừa vui mừng vừa cảm động, giống như người nhảy dựng lên vậy. Chúng vây thành vòng tròn mà khóc mãi không thôi. Từ đó về sau, chúng chưa từng rời khỏi tôi. Chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin chúc mọi điều bình an và tốt lành đến bạn và người thân.